mẹ có món quà đặc biệt dành riêng cho con đây. Đấy, mẹ làm như thế này là để giúp con đấy, để con nó giữ được cái trong trắng trinh tiết của mình khi chồng con đi làm ăn ở xa. Mẹ, thời buổi nào rồi mà bây giờ mẹ vẫn dùng cái cách này để giữ gìn trinh tiết à? Em không muốn anh nhìn con dâu em bằng cái mắt dâm dế đâu nhá. Em làm như vậy là để nó khỏi lạc vào mắt của anh đấy. Em cứ toàn nghĩ linh tinh thôi. Anh ấy chỉ có một mình em thôi mà. Vậy thì anh thể hiện đi nào. Mẹ, ai đây ạ? Hai người đang làm trò gì đây? Mẹ đang ngoại tình với anh ta à? Chồng anh ta còn ít hơn cả tuổi chồng con đấy. Mày câm cái mồm hỗn của mày lại. Mày dám ăn nói với mẹ chồng mình như thế hả? Mà sao mày không ở trong phòng để giữ trinh tiết mà mày chui vào đây làm cái gì hả? Mày chui vào đây làm gì? Mẹ bắt con giữ gì trinh tiết? Mẹ tìm mọi cách để con ở trong nhà, con không được ra ngoài, để cho nhân tình của mẹ không để ý đến con đúng không?